Thầy cho các số sau, tìm các số thỏa mãn là ước của 12. Đây các em tập trung cho thầy. Ví dụ 1. Câu A này. Bây giờ người ta yêu cầu ước của 12 thì rất đơn giản như sau. Ước của 12 là những số nào? Các em nhìn này, đầu tiên em xem 12 có chia hết cho không? Không. Em nhớ này, tất cả ước thì phải khác không. Tức là số 0 không phải là ước của 12 rồi. Bắt đầu từ 1, 1, 12 chia cho 1 được. Hiểu chưa? 1 là ước của tất cả các số. Nhớ nhá, 1 là ước của tất cả các số. Nhưng 0 thì không phải là ước của bất cứ số nào cả. Cho nên là 1 chúng ta thỏa mãn ngay này. Thứ hai này, 3 được không các em? 12 chia 3 được 4. Đây là phép chia hết. Là 3 này. 12 có chia được cho 5 không? Không đúng không? 12 chia cho 6 được 2 này. Đây phép chia hết 6 này. 12 không chia cho 7. Được chưa? Vậy ở đây thầy đã liệt kê hết các số trong các số 0, 1, 3, 5, 6, 7 là ước của 12. Đó là 1, 3 và 6. Câu B này là ước của 30. B này là ước của 30. Là này. Đầu tiên 0 thì không phải rồi. Số 1 ok. 1 là ước của tất cả các số. 3 này, 30 chia hết cho 3 thì đây là 3. 30 chia 3 được 10 mà. 30 chia hết cho 5